Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Lê Cần News với những thông tin trong nước và quốc tế được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong ngày. Chém cả nhà hàng xóm, một người chết, hai người bị thương. Bé trai đánh nhau với hổ khổng lồ qua cửa kính và cái kết. Những ý kiến về vụ người phụ nữ bán hàng rong tông ngã xe Vario đậu trên vỉa hè. Săn sale máy lạnh giá rẻ, thanh niên khóc thét khi nhận hàng. Người phụ nữ Hà Nội kể phút liều mình phóng xe máy bắt kẻ cướp điện thoại. 12 giờ 17 phút trưa ngày 12 tháng 5, chị Bùi Thị Thu Hằng, 42 tuổi, ngụ Long Biên, Hà Nội, vừa điều khiển xe máy đi chậm trên đê Ngọc Thụy, vừa nghe điện thoại của người thân. Lúc này lợi dụng đường vắng, một nam thanh niên đi cùng chiều áp sát giật điện thoại của chị rồi tháo chạy. Theo phản xạ, không kịp suy nghĩ nhiều, chị Hằng tăng ga đuổi theo hắn. Vừa đi chị vừa hô lớn, cướp, cướp, nhằm thu hút sự chú ý của người dân. Để đánh lạc hướng nạn nhân, nam thanh niên liên tục điều khiển xe máy lên, xuống con đê. Tuy nhiên tên này không ngờ, chị Hằng thông thạo con đường, mỗi ngày đều đi qua đôi ba lần do gần nhà mẹ chồng. Kiên trì đuổi theo tên cướp khoảng 3 km, chị Hằng phóng vượt lên, tạt đầu xe hắn và nói, anh cho em xin điện thoại. Xin lỗi nhé, tên này đáp, vứt điện thoại về phía chị Hằng rồi bỏ chạy. Nhặt lại tài sản, chị Hằng vẫn nhất quyết cùng người dân truy đuổi đối tượng đến cùng. Khi rẽ vào đường Khai Sơn, xe máy của tên cướp đi chậm lại, nghi bị hỏng, hắn vứt xe, vội lẩn trốn bên trong khu mộ gần đó. Thời điểm này, người dân tập trung đông đúc hỏi thăm chị Hằng, đồng thời thuyết phục nam thanh niên ra tự thú. Nhận tin báo, công an phường Ngọc Thụy có mặt giải quyết vụ việc, đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tàu hỏa đâm văng ô tô dừng trên đường ray. Video ghi lại hôm 11 tháng 5 cho thấy chiếc Mercedes GLC đã chạy qua đường ray, nhưng khi một người đàn ông lại gần và giục lái đi, nữ tài xế lùi xe và chỉ thấy tiếng động cơ gằn lên. Trong khi chiếc GLC đứng im tại chỗ, người đàn ông chạy lên phía trước, nhấc tấm barrier sang bên và tiếp tục giục giã, nhưng đã quá muộn. Đoàn tàu đang chạy từ Maastricht, Hà Lan đến Halsted, Bỉ đâm trúng, khiến chiếc xe xoay gần một vòng. Người phụ nữ 60 tuổi bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và cũng không có hành khách nào trong số 40 người trên tàu bị thương. Theo VOT, vị trí xảy ra tai nạn thuộc thành phố Bergen của Bỉ, nằm giáp biên giới với Hà Lan. Theo cảnh sát địa phương, điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt nói trên đang được chặn lại để sửa chữa. Nhưng không hiểu tại sao người phụ nữ vẫn lái xe qua đây dù đã có biển báo. Người quay video chính là một công nhân công trường. Trong tình huống như thế, điều quan trọng là tài xế ra khỏi xe càng nhanh càng tốt, theo đại diện cảnh sát. Nhưng cách hành xử của người công nhân có thể khiến nữ tài xế xe bối rối và dẫn đến hành động sai lầm. Trách nhiệm của người đàn ông này cũng được xem xét trong quá trình điều tra. Nhiều ý kiến về vụ người phụ nữ bán hàng rong tông ngã xe Vario đậu trên vỉa hè. Mới đây, tài khoản TikTok N đã chia sẻ câu chuyện buồn của bản thân lên mạng xã hội. Tuy nhiên không ngờ sau đó lại gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh trước nhà anh N cho thấy, chiếc xe máy Vario đang được trùm khăn đậu trên vỉa hè. Sau đó, một người phụ nữ bán hàng rong điều khiển xe máy đang chạy dưới đường thì bất ngờ phóng lên vỉa hè, đâm mạnh vào đuôi xe Vario khiến nó ngã xuống đất. Kết quả sau đó cho thấy thân xe xuất hiện nhiều vết trầy xước. Âm thanh va chạm lớn làm anh N và những người trong nhà chạy ra xem. Thế chiếc xe mới mua lúc đầu còn đang được trùm khăn tránh nắng, giờ nằm sóng xoài trên đất thì ai nấy cũng bàng hoàng. Người phụ nữ bán hàng rong khúm núm chạy tới phụ đỡ chiếc xe lên, đồng thời nước mắt vừa rơi vừa rối rít xin lỗi. Theo anh N cho hay, vì thấy người phụ nữ khóc và xin lỗi nên anh đã không bắt đền. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, cư dân mạng lại nổ ra tranh cãi và có nhiều phản ứng sau khi xem xong đoạn clip. Nhiều người thấy tình huống va chạm khá buồn cười. Người thì cho rằng người sai là anh N vì đậu xe chiếm hết vỉa hè. Song song đó cũng có ý bình luận chỉ trích người phụ nữ phóng nhanh, thiếu quan sát. Hôm nay, gần 1 triệu SIM thuê bao sẽ bị thu hồi. Thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP trong lĩnh vực viễn thông di động nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM thuê bao di động có những thông tin không đúng với quy định, thuê bao di động có thông tin chưa chuẩn,
không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến thời điểm này, có hơn 154.000 thuê bao di động bị khóa hai chiều đã chuẩn hóa thông tin cá nhân. Con số này chỉ chiếm khoảng 13,48% số thuê bao bị khóa hai chiều phải chuẩn hóa thông tin cá nhân theo như quy định. Sau ngày 15 tháng 4, có 1,15 triệu thuê bao bị khóa hai chiều. Như vậy, tính đến thời điểm này, vẫn còn hơn 1 triệu thuê bao bị khóa hai chiều vẫn chưa chuẩn hóa lại thông tin cá nhân. Các thuê bao sẽ bị thu hồi nếu sau ngày 15 tháng 5 chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao theo như quy định. Cục Viễn thông cho hay số thuê bao bị khóa 2 chiều đi đăng ký lại thông tin hiện nay không còn nhiều. Điều này cho thấy gần như chắc chắn sẽ có gần 1 triệu SIM bị thu hồi về kho số. Ngoài ra, sau thời điểm bị khóa 2 chiều nghe gọi, khách hàng có thể mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu đến cửa hàng giao dịch của các nhà mạng để tiếp tục thực hiện việc đăng ký chuẩn hóa thông tin. Săn sale máy lạnh giá rẻ, thanh niên khóc thét khi nhận hàng. Phải nói là giữa thời tiết oi bức này mà được về phòng bật máy lạnh, ta nói cuộc đời nó sung sướng biết bao nhiêu. Với ước mơ đó, một thanh niên đã quyết định lên mạng đặt mua máy lạnh để lắp tại phòng trọ, nhưng cái kết nó lại hơi sai sai. Cụ thể, khi lướt Shopee, anh chàng phát hiện một chiếc máy lạnh đang sale up hơn 90%, giá rẻ như cho, khiến anh vội vã cho vào giỏ hàng. Ngay shipper giao đến, thanh niên háo hức ra nhận. Nào ngờ đâu thứ nhận được lại là chiếc máy lạnh bé bằng bàn tay, khiến thanh niên vô cùng hụt hẫng. Không chấp nhận sự thật, thanh niên vẫn quyết tâm gắn lên tường. Nhưng cư dân mạng xem xong thì thi nhau vào để lại bình luận nhắc nhở. Ông lắp thế này là dở rồi, phải lắp cục nóng ra bên ngoài chứ. Máy lạnh này nhỏ nhưng được cái lạnh nhanh lắm nha, lạnh thấu tim gan luôn đó. Nhanh trí đặt thêm 50 cái gắn quanh nhà, đảm bảo mát như tủ lạnh luôn. Chém cả nhà hàng xóm, một người chết, hai người bị thương. Sáng ngày 15 tháng 5, Công an tỉnh Ninh Thuận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ truy sát làm một người chết, hai người bị thương xảy ra tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn vào sáng sớm cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Phụng, 55 tuổi, ngụ thị trấn Ninh Sơn, có mâu thuẫn với gia đình hàng xóm là ông Cao Hồng Lân, 58 tuổi. Khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 5, Phụng chuẩn bị một cây rửa tự chế để sang nhà ông Lân giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Phụng uống 2 ly rượu rồi cầm rửa sang nhà hàng xóm. Sang đến nơi thấy ông Lân đang đứng tập thể dục trước nhà, Phụng vung rửa chém vào vùng cổ, làm nạn nhân gục tại chỗ. Phụng tiếp tục chém nhiều nhát vào người ông Lân. Lúc này, vợ con ông Lân là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, 57 tuổi, và Cao Hồng Sơn, 17 tuổi, phát hiện vụ việc, chạy từ trong nhà ra cũng bị Phụng chém nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, Phụng cầm cây rửa đến công an thị trấn Tân Sơn đầu thú. Ông Lân tử vong tại chỗ, bà Linh và Sơn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Theo người dân địa phương, hai gia đình này ở cách nhau một căn nhà. Gia đình ông Lân bán hàng ăn sáng nên thường dậy rất sớm. Nam sinh hiếu thảo nhường sự sống cho cha được cư dân mạng giang tay giúp đỡ. Một nam sinh lớp 12 ở Nghệ An bị ung thư nhưng không chịu nhập viện theo lịch hẹn để nhường cho bố cũng đang bị ung thư đi điều trị vì nhà quá nghèo. Nam sinh đó là em Bùi Văn Đức đang học lớp 12, ngụ tại huyện Nghi Lộc. Bố mẹ ly hôn từ 10 năm về trước, Đức sống với bố và ông bà nội, còn một người em trai sinh đôi với Đức đang ở với mẹ. Cách đây ít năm, Đức được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng thận hư. Sau đó không lâu, cậu lại nhận tin dữ khi bác sĩ kết luận bị ung thư tuyến giáp. Từ đó cứ 5 đến 6 tháng, Đức lại phải nhập viện để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Bố của Đức là ông Bùi Văn Tạo, 46 tuổi, trước đây làm nghề phụ hồ. Cách đây 2 năm, ông phát hiện các vết thương nhỏ trong khoang miệng, nhưng trị không khỏi, sau đó phát hiện mình bị ung thư sàn miệng. Nhận được tin dữ, ông chết điếng vì đang là chỗ dựa của con trai, đang bị hai căn bệnh hiểm nghèo. Sau 2 năm chống chọi với bệnh tật, cơ thể của ông tiều tụy, biến dạng khi những cục u lớn nổi lên ở vòm họng, khoang miệng. Cả hai bố con phải điều trị với rất nhiều loại thuốc đắt tiền, khiến gia đình phải khánh kiệt. Bùi Văn Đức và bố phải sống nhờ vào sự chăm sóc của ông bà nội đã hơn 70 tuổi.
Cả bốn miệng ăn và chữa bệnh đều nhìn vào 1,6 triệu đồng tiền trợ cấp bệnh binh của ông nội Bùi Văn Tân, ông nội của Đức và mảnh vườn trồng rau. Bùi Văn Đức kể lại, có những đợt dù đã đến ngày hẹn tái khám của bác sĩ, nhưng em phải giấu giấy hẹn, không để bố và ông bà biết vì nhà mình không còn tiền. Tiền chạy vậy vay mượn, Đức muốn nhường cho bố đi điều trị và mua thuốc, sau đó mới đến lượt của em. Câu chuyện quá bi thương và xúc động khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã được rất nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay chuyển tiền để giúp đỡ. Bé trai đánh nhau với hổ khổng lồ qua cửa kính và cái kết. Cảnh tượng hài hước này được ghi lại tại Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong clip, một đứa trẻ mới biết đi đang đập tay vào kính mà không nhận ra rằng mình đang đứng trước một con thú dữ. Sau đó, con hổ đã đáp trả lại cậu bé theo cách tương tự. Cô Gu, người ghi lại clip cho biết, cậu bé này khoảng 3 tuổi và không phải con của cô. Cô cho biết thêm, con hổ trong clip thuộc giống hổ vàng. Từ trang web của Tổ chức Động vật Hoang dã Động vật học, hiện có ít hơn 30 con hổ quý hiếm này trên thế giới, có thể hiếm hơn cả hổ thuần chủng. Đặc điểm của hổ vàng là màu lông thường mang sắc vàng nổi bật hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn, cùng độ dày và mịn màng đáng kể, tạo nên sự tương phản thú vị về ngoại hình. Có thông tin cho rằng, hổ vàng là sự kết hợp giữa hai loài cực kỳ quý hiếm là hổ mãng châu và hổ Bengal. Nhờ kết quả biến đổi gen nên các chú hổ khoan vàng cũng thường có kích thước lớn hơn so với những con hổ bình thường, giúp vẻ oai vệ của chúng càng tăng cao. Tuy nhiên, những con hổ khoan vàng trông rất hiền lành vì đã quen với môi trường vườn thú từ khi mới chào đời. Phát hiện nhiều cối chày đá lạ nghi của người tiền sử. Ngày 14 tháng 5, anh Ngân Văn Hùng ở bản Đồng Kho, Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, anh đang giữ một số hòn đá có hình dáng khá kỳ lạ, nghi là cổ vật từ thời tiền sử. Trước đó khoảng một tháng, trong lúc xuống suối gần nhà nhặt đá về xây chuồng gà, anh vô tình nhặt được một hòn đá nặng khoảng 30 kg, dài hơn 70 cm, rộng hơn 50 cm, có hai lỗ tròn sâu hơn 10 cm ở trên bề mặt. Những ngày sau đó, anh liên tiếp phát hiện những hòn đá khác giống như chiếc cối đá và chày đá, tất cả đều nhẵn nhụi giống như được mài dũa. Các viên đá này có màu nâu sẫm, vàng đất, khi dùng những hòn đá này chạm vào nhau phát ra tiếng động lạ giống như kim loại. Hiện tại anh đang cất giữ 5 hòn đá, trong đó có 3 hòn đá kích thước lớn, có lỗ như chiếc cối và 2 hòn đá nhỏ hình trụ giống như chiếc chày. Anh Hùng khi đối chiếu với các hình ảnh trên mạng Internet thì đã cho rằng đây là những hiện vật bằng đá của người tiền sử. Người dân trong bản tò mò đã tìm đến tận nhà anh Hùng để chiêm ngưỡng và cho rằng đây là chày cối đá của người tiền sử dùng để chế biến thức ăn, tách hạt cây. Chuyện tử tế, lốc xoáy đi qua, tình người ở lại. Hàng chục hộ dân nghèo ở xã Ia Giang, huyện Phú Thiện, Gia Lai bị mất tài sản, hư hỏng nhà cửa do lốc xoáy, đang nhận được hỗ trợ từ chính quyền, các ngành chức năng, họ hàng, láng giềng để ổn định lại cuộc sống. Chị Nay Hờ Mát ở làng Pleikete nhỏ, xã Ia Giang kể, chiều ngày 15 tháng 4, khi đang đứng trước nhà thì chị nghe tiếng gió rít từ xa, gió vặn cột nhà răng rắc. Chị vừa ôm con chạy qua nhà mẹ đẻ cách đó không xa, vừa hô hoán cho mọi người biết. Chưa kịp định thần, nhà chị bị gió cuốn lên không trung, thoáng chốc cả nhà mẹ và nhà chị cùng bay lơ lửng trong vòng xoáy, rồi rớt xuống ruộng lúa. Lốc xoáy lùa hết, cái nhẹ thì bay, cái nặng thì gãy đổ. Bà con trong làng tới hỗ trợ xếp lại mấy cái cột, rồi phải vay mượn thêm để dựng lại cái nhà. Chị Nay Hờ Mát nói, cạnh ngôi nhà sàn, trơ mấy cột trụ giữa trời. Bà Nay Hờ Múi, mẹ của chị Nay Hờ Mát lặng lẽ, nhặt nhạnh một vài thứ trong đống đổ nát. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ia Giang, lốc xoáy kèm mưa lớn vào chiều ngày 15 tháng 4 gây ảnh hưởng nặng cho ba làng Pleikete nhỏ, Pleikete lớn A, Pleikuon, có tổng cộng 63 ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái, 36,2 hectare lúa vụ đông xuân bị hư hại. Hầu hết người dân ba làng này đều là người Di Rai. Những ngày qua, cộng đồng ở xã Ia Giang động viên nhau đứng dậy sau thiên tai, bắt tay dựng lại nhà cửa với sự giúp đỡ của hàng xóm cùng các cấp chính quyền và lực lượng bộ đội, công an, dân quân. Những ngôi nhà đang được dựng lên trên nền đất cũ. Ông Nguyễn Hoàng Phong, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện cho biết, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là giúp dân ổn định cuộc sống. Những trường hợp quá khó khăn sẽ có hướng hỗ trợ cụ thể.
Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.